Mọi người ơi, nếu mà các bạn có nhu cầu mặc refine nè, thử phần mai, chất lượng, uy tín và giá rẻ đó, hãy đến với shopbookit.vn nha. Đường link thì cứ để dưới phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo nè. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã ghé shopbookit nha. Xin chào mọi người, thì trước khi vào với clip của mình á, các bạn hãy bỏ ra vài giây để giúp đỡ cho Kit một like nè, một comment bên dưới và bật chuông thông báo nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nè. Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Kit đây và Kit rất là vui khi gặp lại mọi người trong clip ngày hôm nay. Và mình chúc các bạn một ngày lễ thật là vui vẻ nha. Đi chơi thật là vui luôn, xả láng luôn nha. Thì hôm nay các bạn hãy cùng Kit xem một đoạn video của một bạn nước ngoài tên là Wi-Fi. Thì bạn này đến từ server Brazil. Và bạn này có cách bắn one shot rất là hay mọi người. Các bạn hãy cùng Kit xem và phân tích xem cái cách bắn one shot của bạn này trên điện thoại như thế nào nè mọi người. Mình á, thì mình có theo dõi video của Wi một thời gian rồi các bạn. Và Kit thấy là bạn này bắn one shot khá là tốt nè. Và hôm nay thì bên này có một video gọi là show projectile trên cái điện thoại của này nè. Kit thấy khá là hay và nói chung là Kit cũng ngộ ra nhiều điều nên là Kit làm video này để gọi là chia sẻ lại cho mọi người nha. Bên này là chơi ba ngón nha mọi người. Ngón trỏ ở trên á là dùng để điều khiển cái nút đổi súng nhanh. Bên này có xài nút đổi súng nhanh á, đặt ở bên trái phía trên màn hình nè. Còn bên bên phải thì dùng chỉ thao tác ngón ngón cái dùng để điều khiển cái nút bắn bên tay phải mọi người với nút ngồi thôi. Và cái ô đổi súng ở trên. Hầu hết bạn này đều thao tác bên tay trái mọi người. Bạn này thuận tay trái hay sao á? Bên trái quá trời nút luôn nè. Nút chuyển đổi súng nhanh nè, nút chạy nè, rồi nút nhảy nè và nút bơm keo. Đấy, one shot rất là tốt luôn mọi người. Các bạn xem đến khúc nào mà có cái thao tác tay của Y nè, thì các bạn để kỹ ngón tay cái bên phải đó. Thì khi mà Y đẩy nút bắn lên đó mọi người, thì Y sẽ đẩy nút bắn lên rất là cao đến giữa cái ô đổi súng. Có khi là mình sẽ đẩy hết màn hình luôn, nhưng mà tùy theo cái vị trí địch nó gần hay nó xa mọi người. Nếu mà nó gần quá đó thì mình sẽ đẩy hết màn hình luôn. Và sau khi mà bạn này kéo nút bắn lên á thì bạn này sẽ kéo nút bắn xuống mọi người, kéo lên rồi kéo xuống để cho ném bom keo ra cho nó sát người nhân vật của mình đó mọi người. Chứ mình kéo lên rồi mình ném bom keo ra mà không kéo xuống đó thì bom keo nó sẽ giăng mút chỉ luôn nha. Sau khi mà kéo xuống rồi mọi người thì lúc này cái tay nhân vật đâu nó đang cầm bom keo thì các bạn muốn ném ra đó thì mình sẽ vuốt cái nút bắn sang bên trái hoặc sang bên phải nha mọi người. Chứ đừng có ấn không thì nhân vật nó sẽ không có xoay cái mặt sang bên trái sang bên phải được. Và các bạn ấn nút chạy á thì nhân vật nó sẽ chạy qua tường keo luôn. Còn mình mà mình vuốt cái nút bắn sang bên trái đó hoặc bên phải thì khi ấn nút chạy á thì nhân vật nó sẽ chạy ra khỏi tường keo nha mọi người. Có nhiều bạn hỏi mình á là sao mà các bạn ném bom keo xong á thì nhân vật cứ chạy qua tường keo hoài mà nó không chạy ra, là do các bạn cứ ấn nút bắn không. Mình phải vuốt nút bắn mọi người, phải vuốt nút bắn sang bên trái sang bên phải nữa. Nói chung là các bạn bắn one shot á, thì mình phải làm nhanh, chứ mình làm chậm á, là nó sẽ bị khựng lại liền. Các bạn xem qua này nha, bạn này bắn lâu năm rồi. Bạn này gọi là bắn nhiều rồi, bắn lâu rồi nên là cái thao tác bạn này rất là mượt luôn. Bắn ba ngón mà. Bạn nào mà xem thấy nhanh quá thì mình tua lại nha, tua lại. Đấy, mình xem những cái đoạn như vậy nè. Các bạn tập trung bên tay phải trước, ngón phải trước. Tại vì kéo tâm á, thì mình quan trọng nhất là nút bắn nha mọi người, nút bắn bên tay phải. Thì xem câu này kéo đến đâu. Thường thì bạn này sẽ kéo đến giữa cái ô đội súng mọi người. Các bạn mà kéo tâm sọc gân rành này đó thì mình kéo MB giống y chang như Y nè. Tức là ăn đạn từ đầu tới cuối luôn. Vào đầu hết viên đạn luôn mọi người. Nhưng mà phải kéo quen nha, còn kéo không quen là không được đâu. Ông này ông chơi được Smart 12 nè. Rồi sọc gân màu 014 nè, với lại màu 887 mọi người. Cái cây màu 014 mà mình kéo được rồi thì mình chuyển sang mấy cây khác mình kéo cũng được. Khi mà bên này kéo tâm nè mọi người, các bạn thấy không, cái ngón cái là chỉ đẩy nút bắn lên thôi. Đẩy nhanh lên thôi, xong rồi giật nút bắn về rồi chuyển keo, ném bom keo thôi. Chứ không có làm thao tác là giật nút bắn xuống rồi kéo lên. Mình thấy là trên mạng có nhiều cái clip gọi là chỉ các bạn cái cách mà kéo tâm á, bằng cách là giật nút bắn xuống đâu, xong rồi kéo lên, giật xuống rồi giật lên, rồi giật xuống rồi giật lên nữa. Nói chung là làm tùm lum thao tác luôn. Thì cái cách đó mình chưa có áp dụng nên mình cũng không biết là nó có hiệu quả hay không. Nhưng mà mình thấy nó rườm rà quá. Mình thấy là khi mà kéo tâm á, là mình quan trọng nhất là mình kéo nhanh kéo chậm. Rồi ngón tay cái của mình á, kéo đến đâu mọi người. Và cái tâm súng mình đặt ở đâu. Chứ mình không quan trọng cái việc là mình kéo chữ C hay chữ B, hay là kéo lên kéo xuống. Thì có thể là kéo như vậy nó cũng lên được. Nhưng mà mình hiểu như vậy nè mọi người. Thì khi mà kéo tâm á, là các bạn kéo cái nút bắn của mình lên đúng không, làm sao cho tâm súng lên ngay đầu. Mà đạn nó vừa ra thì lúc đó nó sẽ headshot được. Tại vì đó mọi người, mỗi một cây súng á, nó sẽ có tốc độ bắn khác nhau, tốc độ ra đạn khác nhau. Ví dụ như shotgun á, thì nó ra đạn nhanh, ý ra đạn chậm hơn tiểu liên đúng không? Thì khi mà mình kéo tâm á, các bạn kéo làm sao cho cái tâm súng mình nó vừa lên đầu á, mà cái đạn nó vừa ra thì lúc đó nó sẽ headshot. Còn nếu như mà các bạn kéo tâm lên đầu rồi mà đạn nó chưa ra thì trường hợp đó cái đạn nó sẽ bay qua đầu luôn mọi người.
Còn một cái trường hợp nữa mọi người là khi mà mình kéo nha, mà phờ đạn ra rồi nhưng mà cái tâm súng chưa lên đầu á, thì trường hợp đó chắc chắn rồi đạn nó sẽ dính ở thân. Thì nó có 3 trường hợp, là một là mình kéo quá nhanh mọi người, tâm súng lên đầu rồi mà đạn chưa ra thì nó sẽ bay vào đầu luôn. Trường hợp thứ hai là các bạn kéo quá chậm thì tâm nó chưa lên đầu mà đạn ra rồi thì trường hợp nó dính ở thân. Và trường hợp thứ ba là trường hợp các bạn canh đúng thời điểm, có nghĩa là mình kéo tâm vừa lên đầu luôn mà đạn vừa ra thì nó sẽ hết shot nha mọi người. Đấy, thì khi mà mình chơi một khẩu súng nào đó thì mình sẽ biết là cái khẩu súng đó tốc độ bắn nó như thế nào mọi người. Ví dụ như tốc độ bắn nó nhanh thì mình sẽ kéo nhanh, còn khẩu súng nào tốc độ bắn chậm thì mình sẽ kéo chậm lại. Nên thành ra là mình thấy cái cách bắn mà các bạn phát minh ra đó, mình kéo nút bắn xuống nè, kéo lên, thì đó cũng là một cách bắn luôn mọi người, một cách bắn headshot. Nhưng mà dành cho bạn nào gọi là kéo tâm quá là nhanh thôi, mình thao tác quá là nhanh. Tại vì các bạn kéo nhanh quá đó thì giống như kết nối nè, các bạn kéo nhanh quá thì tâm lên đầu rồi mà đạn chưa ra thì nó sẽ bị bay vào đầu luôn. Nhưng mà trường hợp đó các bạn kéo xuống kéo lên đúng không, thì nó làm tăng cái thời gian kéo tâm của mình lên, thì cái tâm các bạn kéo vừa lên đầu thì đạn vừa ra thì nó sẽ headshot được. Nói túm lại đó mọi người, nói túm lại là gì nè, là các bạn chỉ việc là canh cái tâm súng làm sao mình vừa kéo lên đầu mà đạn vừa ra đó thì nó sẽ sót thôi mọi người. Đơn giản mà đúng không, đâu có gì đâu khó nè. Hồi nãy giờ kết nối giống như bài mọi người. Chứ nhiều bạn kêu là ở trường em được học môn này môn kia nè, về nhà em được học môn DeFi. Bạn qua DeFi thì bắn tốt đó mọi người, bắn hay đó. Nói chung là bạn nào mà bắn one shot được á thì thao tác tay của các bạn phải nhanh, chứ mình thao tác chậm á là nó sẽ bị cẩn thận, nó không có hay được. Mình thấy là có nhiều bạn phân biệt ngộ lắm ta. Các bạn phân biệt giữa cái khẩu màu 887 với khẩu shotgun màu 014 đó, là ai bắn được cái khẩu màu 014 là bà rồ, còn cái khẩu shotgun màu 887 á thì bắn cùi mía. Ngộ này chứ không biết cái định kiến nó đâu ra nữa. Mình thấy nhiều cái mắc cười quá. Còn đây chính là bản đồ nhảy của Y này mọi người, Y DeFi. Thì bạn này đặt là full 100 hết luôn. Bạn này chơi sẽ vào Brazil nha. Mình biết là theo mình biết là bạn này chơi cái con Motorola G7 thì phải. Thì con này là hệ hình Android mọi người, nên là bạn nào có xài Android hay là Motorola G7 ấy, thì có thể tham khảo của Y cũng được nè. Còn đây là bản setting nút bắn của Y nè mọi người. Bạn này có xài cái nút chuyển đổi súng nhanh nha, đặt ở bên tay trái góc trên màn hình, và cái nút thay đạn nhanh nữa. Nói chung là mình thấy cái bản này nó cũng ổn mọi người, nhưng mà nó hơi rườm rà. Mình thì mình thao tác có 2 ngón thôi, bạn này thao tác 3 ngón được. Để mình xem nha, bên tay phải thì kích thấy là Y thao tác nút bắn bên tay phải nè, nút ngồi nè, nút ngắm nè mọi người, rồi nút chuyển đổi cái nút thay đạn nhanh, nút nằm, kỹ năng nhân vật và cái ô đổi súng. Rất là nhiều nút mọi người, cực kỳ nhiều nút luôn. Bên tay trái thì mình sẽ có là cái nút bơm keo nè, bơm máu nè, ba lô nè, rồi nút chạy nhanh, nút bắn bên tay trái, nút nhảy và nút thay đạn nhanh mọi người. Nói chung là thêm cái nút mà thay đạn nhanh với nút chuyển đổi súng nhanh á, vô mình thấy nó rườm rà quá mọi người, hóa trời nút luôn. Mình thì mình tắt hai nút đó luôn mọi người, bởi vì mình có thể thao tác được ở trên cái ô đổi súng mà, thay đạn trên đó cũng được nè, rồi đổi súng trên đó cũng được luôn. Mình thấy là có nhiều bạn hỏi mình là sao có nhiều pha các bạn kéo không lên đúng không? Thì mình thấy các bạn đang gặp một cái lỗi, đó là các bạn chỉnh cái nhìn xung quanh của mình á, cái độ nhạy của mình đó mọi người, nó thấp quá. Thì đối với Android á, các bạn nên để nhìn xung quanh của mình á là 100 luôn. Giống như các bạn thấy Y không? Y để 100 hết luôn á. Thì còn iPhone, iOS thì mình chỉnh khoảng tối thiểu là 90. 90 là ok rồi mọi người. Còn nếu mà mình chỉnh thấp hơn nữa là mình sẽ kéo hơi mạnh tay đó nha. Với lại có một cái các bạn hỏi mình nè, là tốc độ con trỏ chuột trên cái máy của mình á thì mình chỉnh sao? Thì cái này mình biết được ở trên iOS thôi mọi người, còn trên Android á thì mình không biết chỉnh sao hết. Tại vì mình không có xài Android. Với lại là mình có test qua là mình chỉnh tốc độ con trỏ chuột về 0 nè, rồi maximum luôn. Thì nói chung là mình thấy cái này nó không thay đổi nhiều về cái độ nhạy trên máy của mình. Cũng không biết là cái này nó thay đổi cái gì mọi người. Nhưng mà mình thấy thế này, nếu mà các bạn đã chưa có xài hết cái độ nhạy xung quanh của mình á, maximum á, thì mình đừng nên chỉnh cái này, bởi vì mình không biết là nó thay đổi cái gì mọi người. Ok, thì chắc có lẽ là kết sẽ ngưng clip sớm một chút nha mọi người, bởi vì hôm nay mình có một chuyện rất là quan trọng cần phải giải quyết liền mọi người. Nên là các bạn thông cảm cho kết nha. Còn bây giờ thì kết chúc cho các bạn nghỉ lễ thật là vui vẻ nè. Mình chơi nhưng mà đừng có chơi quá sức nha mọi người, chơi vừa vừa thôi nha. Qua lễ còn làm cái này làm cái kia nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nè, bye bye mọi người nha.